À, tôi bây giờ cái câu nó rất là dài nhưng mà sự tóm tắt như vậy, tức là vị này là đồng tính nhưng mà vị này hỏi là có thể thọ bát quan trai hay là không, thì xin mời đại đức Tuệ Tường trả lời câu hỏi này trước. Tức là một vị đồng tính thì hỏi là bây giờ con đồng tính như vậy đó thì con có thọ bát quan trai giới được hay không? Dạ, kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, cái việc mình là người đồng tính tức là cái nội tâm của mình, hiểu không? Phải nói rõ là cái nội tâm ở đây là cái vị này nói là thân, nghĩa là cái thân căn, là mình hiểu giống như là cái những cái bộ phận đó, trên cơ thể mình á, nó đầy đủ, nó không khiếm khuyết gì hết, hiểu không? Chỉ là cái nội tâm mình là mình đó, mình thích cái người mà đồng giới mình thôi. Thì xin thưa quý vị, cái việc này thì đối chiếu với kinh tại một chú giải á, thì cái việc thọ bát con trai là nó bình thường thôi quý vị, chứ đâu có gì đâu. Cho nên là tôi sẽ cho lời khuyên nha, cho lời khuyên nha, cho lời khuyên. Cái này là quan trọng nè. Nếu mà mình ý thức được mình là đây, nếu mà người này là người Phật tử, mình ý thức được là mình là hiện tại mình có cái quả là đó, những quả hiện tại là cái người như vậy đó. Thì mà mình có cái sự hiểu biết về ý thức về giới nữa, đặc biệt bát quan trai giới nữa, thì mình hãy gán nỗ lực đó, mình làm cái vun bồi, các mình vun bồi cái giới này nè, làm cho sư, làm cho thường xuyên, làm liên tục cho sư. Bởi vì sao? Bởi vì cái quả ngày hôm nay á, là mình phải hiểu là do trong cái nhân á, cái nhân quá khứ mình giữ giới á, cái nhân trong cái quá khứ mình á, giữ giới mình nó còn yếu, cho nên bây giờ mình phải cái quả khiến cho mình phải gì nè. Cho nên là khi kết thúc câu trả lời này, sẽ có lời khuyên là một lần nữa sẽ xác nhận là cái việc thọ quan trai giới thì nó bình thường, nó phù hợp với tinh thần kinh tạng, chứ chứ không có phải là không được, chứ phải không được nha. Cái thứ hai là hãy làm cái điều đó, hãy làm cái điều đó nó liên tục, nó không có gián đoạn, để mình gieo một cái nhân mới, để trong những kiếp tương lai á, mình có tái sanh, mình là một cái người mà nó gọi là người tam nhân ha, nha, gọi là người tam nhân đi, cho như vậy cho dễ hiểu, để mình có cơ hội mà có thể chứng đắc thiền, chứng đắc đạo và quả, và tiếp thu giáo pháp một cách đúng đắn. Dạ, xin kết thúc phần trả lời hỏi này. Vâng, xin cảm ơn đại đức Tuệ Tường. Thì xin thưa với quý vị á, sư thậm chí là với những người mà có vấn đề về giới tính, tức là giới tính không rõ ràng, thì tức là không có thuần người nam hoặc là thuần người nữ, sư thậm chí là kêu gọi các vị ấy nếu như có lòng mong mỏi có được một giới tính rõ ràng thì các vị ấy cần phải thực hành bát quan trai giới từ đây cho đến trọn đời. Cái việc thực hành bát quan trai giới từ đây cho đến trọn đời, nếu như vị ấy có sự mong mỏi là chứng đắc, xin lỗi, có sự mong mỏi là chấm dứt cái tình trạng giới tính không rõ ràng mà muốn có được một tấm thân hoàn toàn là nam hoặc hoàn toàn là nữ, thì sau khi thọ bát quan trai giới, vị ấy có phát nguyện thì cái nguyện đó rất dễ đạt được sự thành tựu. Cho nên chẳng những không phải là không được mà còn được, và chẳng những như vậy, sư còn nhiệt liệt khuyến khích là nên giữ gìn bát quan trai giới từ đây cho đến trọn đời.